quá. Bao bao ngày đi lên chơi Bến Tre thì bữa nay em quay trở về với cái vườn nhà của cô Tám rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi với em coi thử coi vườn còn cái gì bữa nay mình hái trái đó. Hái hết luôn về Bến Tre em gom liền gom liền. Wow, đã chưa, trời ơi, trái xài tím. Trái này là hái được rồi nè. Đã chưa? Mọi người làm chứng là nãy giờ em chưa có làm gì nói nha. Wow, trái này là chắc là nó mới rụng theo như dự đoán thời tiết chứ lại dự báo theo hiện tượng của cái trái xài mà em thấy thì nó vẫn còn rất là giòn và rất là ngon. Nó mới rụng thôi, không sao đâu, gọt hết vỏ rồi. Quá đã, quá đã. Chấm ngập miếng vô. Quá đã. Mà kêu là da. Vậy đi. Mày nuốt rồi kìa. Nhai lộn lộn lên, nghe có tiếng như hô vô nè. Nó mới có được hai trái thôi mà lấy luôn hả? Ở bên chưa có trái nữa kìa. Người ta nói là không có được đếm. Không, chưa có đếm là hai. Ngon rồi, đủ hái. Lên được. Nhìn cái khế nhỏ nhỏ thì thôi, chứ cái vỏ còn ngang. Trái hơi bị ngon luôn á. Ồ, quá trời bông luôn nè. À, giờ mình sẽ ăn ngay trên cây luôn. Nè, đây nè, muối chấm muối. Khúc này là phải cận cảnh nè. Nó đã lắm. Ôi, ngọt nha, chua chua ngọt ngọt. Nước nhiều quá. Cái bà này chú đã ăn lén rồi còn mát nữa. Ra làng hoài. Bữa nay đâu có ăn cua bò đâu. Nó đã. Ôi, nè, có trái đụng đất luôn. Như cái này nó ra hết trái luôn. Quá cây luôn á. Xâm xê luôn. Chờ ngày cây khế ra trái thì mình đi hái tiếp cái khác. Mày ơi, chứ thầy, cô lơn quá. Cho mượn bờ dây nè, đi về với chị em ơi. Ôi trời ơi, mấy bà coi nè, em riêu chẹt cái cây quá. Mét rưỡi luôn. Về tới đây là không gian 33 mét rưỡi. Chấn động rồi, cây chùm ruột có trái gì rồi. Trời ơi, không tin được không á. Trời ơi, có trái chín ăn ngọt, có chín ăn ngọt. Ồ, coi nè. Ủa, sao mấy cưng như vậy, đùm luôn á. Rồi, chúng nó này, chúng nó này. Chùm cuộc chấm muối, cặn gì bằng. Lên tới tiếng mạo luôn. Trộm vía quá rồi, chua nè. Ô, nó đã. Ô, chuyến này là ăn tới một chuyện rồi. Rồi, hái nha. Rồi. Chùm cuộc nha, chồng có cá. Chua như nhà chồng luôn. Chua lé mắt luôn rồi. Cái muối hồng hồng muối này á kìa. Xóa tan mọi cái sự chua.
không á. Cái cây trống lên mẹ. Ừ. Má chú rồi. Nhỏ nhỏ mà. Thôi dữ. Em thử tiếng mau nghe nó chua không? Tiếng mau hả? Ừ. À, cái trái đồ này nè, có mắm đường á. Nhúng vô nghe. Đã mắt. Bây giờ em sẽ thử ăn nguyên cái đùm trái non sẽ như thế nào. Đó giờ là ăn trái chùm ruột mà kiểu bự bự không nha. Ăn thử cái này nó có hộp nha. Ê, thiệt mình muốn rồi cái. Ừ. Nó chát không mở cái mỏ được luôn. Nó chát nó ngắt cái mỏ mà. Trời 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 cái gì mà rồi cứ lấy rồi sari rồi xài. Cây xài ngoài mới có trái dám ra ngoài nó hái hết luôn à. Về tới nhà mẹ ơi con đau miệng quá. Mà nó lục không còn chừa một trái gì luôn.